Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Seposito. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Seposito cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Sepodosin Dạng bảo chế Viên nén Công dụng Seposito điều trị các trường hợp nhiễm khuẩn sau. Nhiễm khuẩn đường mật, viêm túi mật, viêm đường mật cấp tính, nhiễm khuẩn trong bệnh nhảy nhớt điều trị ngắn hạn các nhiễm trùng đường hô hấp trên và hô hấp dưới do các chủng vi khuẩn nhạy cảm. Viêm phế quản cấp tính và đợt cấp tính của viêm phế quản mãn tính. Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng. Viêm hầu họng, viêm amidan. Viêm xoang cấp tính. Viêm tai giữa mức độ nặng. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu chưa có biến chứng, mức độ nhẹ và vừa. Điều trị bệnh lậu cầu chưa biến chứng ở nội mạc tử cung, hoặc ở hậu môn trực tràng ở phụ nữ và bệnh lậu ở niệu đạo của phụ nữ và nam giới. Chống chỉ định. Bệnh nhân dị ứng với các cephalosporin và người bị rối loạn chuyển hóa porphyrin. Cách dùng. Dùng đường uống, nên uống thuốc trong bữa ăn với nhiều nước. Liều dùng. Người lớn và trẻ em trên 13 tuổi. Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng và đợt cấp tính của viêm phế quản mãn tính, viêm xoang cấp tính Cefpodoxime 200 mg một lần, mỗi 12 giờ, trong 10 đến 14 ngày. Viêm phế quản, viêm họng, viêm amidan hoặc nhiễm khuẩn đường tiết niệu chưa có biến chứng, mức độ nhẹ và vừa, Cefpodoxime 100 mg một lần, mỗi 12 giờ, trong 5 đến 10 ngày hoặc 7 ngày tương ứng. Nhiễm khuẩn da và mô mềm mức độ nhẹ và vừa, Cefpodoxime 400 mg một lần, mỗi 12 giờ, trong 7 đến 14 ngày điều trị bệnh lậu niệu đạo chưa biến chứng ở nam, nữ và bệnh lậu hậu môn trực tràng và nội mạc cổ tử cung ở phụ nữ. Liều duy nhất 200 mg Sepodosin. Tiếp theo là điều trị bằng doxycycline uống đề phòng có cả nhiễm chlamydia. Trẻ em từ 5 tháng đến 12 tuổi. Liều dùng trung bình 8 mg trên 1 kg mỗi ngày chia làm 2 lần mỗi ngày. Viên tai giữa cấp tính, liều 5 mg trên 1 kg Sepodosin tối đa 200 mg mỗi 12 giờ, hoặc 10 mg trên 1 kg tối đa 400 mg ngày một lần trong 10 ngày viêm phế quản viêm amidan 5 mg trên 1 kg tối đa 100 mg mỗi 12 giờ trong 5 đến 10 ngày lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc cần phải nghĩ đến viêm đại tràng màng giả ở các bệnh nhân bị tiêu chảy sau khi uống Seposito không dùng Seposito cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú Tác dụng phụ Có thể xảy ra các rối loạn về đường tiêu hóa như buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, viêm đại tràng. Nhà sản xuất Công ty cổ phần Pimefaco Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Seposito, đồng thời biết cách sử dụng Seposito sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.